cho em hỏi là bị ung thư thực quản giai đoạn cuối đã di căn hạch ở cổ thì em uống sáo tam phân có được hay không ạ? Em đã điều trị hóa chất được 1.5 năm nhưng bây giờ hóa chất không còn tác dụng nữa, mong nhà thuốc tư vấn giúp em ạ. Chào bạn, đối với bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối thì sử dụng cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh là một trong những giải pháp mà người bệnh ung thư giai đoạn cuối không nên bỏ qua. Bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối thì bạn uống rễ sáo tam phân thì sẽ rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng cần chú ý là chọn địa điểm cung cấp sáo tam phân uy tín, bởi vì hiện nay sáo tam phân giả, hàng kém chất lượng rất là khó để phân biệt. Để sử dụng thuốc nam để hỗ trợ điều trị ung thư thực quản giai đoạn cuối thì ngoài sử dụng rễ sáo tam phân thì bạn cũng nên kết hợp với bài thuốc cây xạ đen. Đây là bài thuốc cho hiệu quả rất là tốt đối với bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn cuối. Để biết thêm thông tin chi tiết về bài thuốc này thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.